I'm rich. Hello, xin chào các bạn đến với kênh Heo VKT. Thì cái bài viết này thì mình xin là cập nhật lại cái bản mưu của cái link đằng trước. Cái bài viết này thì nhanh mà ngắn gọn thôi ha các bạn. Đây, thì mình báo là các bạn là nó đã vào game được rồi ha. Còn cái link mà đây nó phi nè. Đây nằm ở đây này nha các bạn. Các bạn bấm vào chỗ nạp ha. Bấm vào đây. Đó, đăng nhập và vào đây thì nó sẽ có code đen nè. Mà code nè ha. Chúng ta nhập như bình thường, còn cái đường link code thì mình sẽ để ở dưới ha. Này là bài này là chỉ là cập nhật cái link và cách nhập mã code thôi ha. Code thì mình sẽ để ở dưới ha, y như cái bài hôm bữa nha. Link đã vào an toàn ha, còn iOS thì một vài ngày nữa add nó fix lại xong rồi thì anh em sẽ vào được game ha. Hiện tại thì anh em chơi iOS thì không vào được game. Do bên cái máy chủ của iOS nó quét hết mấy cái app game lậu này nè. Còn anh em Android thì vào bình thường nha. Rồi, video tới đây kết thúc ha, ngắn gọn. Cách nạp thì bấm vào đây, ngay chỗ nạp. Đây, thấy. Bấm vào đây. Không còn qua web nữa nha các bạn. Rồi, ok, bye bye các bạn. Nhớ xóa game và cài đặt lại nha. Link này link mới. Bye bye, chào tạm biệt các bạn. Nhớ like, share và đăng ký kênh nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách là download game. Các bạn nào dùng điện thoại thì các bạn hãy mở nó qua bên cái phần của YouTube. Hoặc là không cần YouTube cũng được nữa, các bạn bấm vào cái link nè. Đó. Này dành cho Android nha các bạn. Đó, bấm vào đây. Các bạn mở bằng cái trình duyệt Google Chrome nha, hoặc là cái internet gì của mình cũng được. Đó, bấm vào đây, click vào đây. Còn cái này các bạn bỏ nha. Cái phần tiếp quảng cáo bên này. Đó, là cái phần download tiếp theo. Là đó là download của game. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.